Việt Nam cao cấp Bisman, thiết kế hiện đại sang trọng, chất liệu cô tông cao cấp, công nghệ nano bạc Ultra Fresh kháng khuẩn khử mùi. Bisman đẳng cấp doanh nhân. Truy cập ngay bisman.vn. Tại sao VinFast Fairview không sao chép hoàn toàn từ Chevrolet Spark? Mua lại General Motors Việt Nam bao gồm cả nhà máy lắp ráp, nhưng dường như VinFast không muốn sao chép hoàn toàn Chevrolet Spark cho mẫu xe cỡ nhỏ Fairview đầu tiên của mình. Fairview, cái tên được nhắc đến nhiều trong những ngày qua, sẽ chính thức trở thành tân binh tiếp theo của VinFast. Tuy nhiên, thay vì định vị trong phân khúc cao cấp như hai bản concept Lux A2.0 và Lux SA2.0, Fairview lại hướng tới khách hàng bình dân, thậm chí là giá rẻ khi tham chiếu phân khúc cỡ xe nhỏ hạng A dành cho taxi và người mới lên đời từ xe hai bánh. Theo thông tin cho thấy, Fairview sẽ sử dụng chung nền tảng khung gầm với xe cỡ nhỏ Chevrolet Spark của GM. Điều này cũng dễ hiểu bởi trước đó VinFast đã mua lại GM tại Việt Nam bao gồm cả hệ thống đại lý và nhà máy sản xuất dòng xe cỡ nhỏ đã mua bản quyền từ GM. Ngay sau khi VinFast thâu tóm GM Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt về chiến lược kinh doanh của công ty này. Trong đó, nhiều mẫu xe có động thái xả hàng tồn kho và đứng trước nguy cơ ngừng bán, bao gồm cả dòng xe cỡ nhỏ Chevrolet Spark và Aveo. GM ở thời điểm hiện tại dường như chỉ tập trung vào một số mẫu xe bán chạy điển hình, đó là Chevrolet Trailblazer và Colorado. Mặc dù hiện tại khả năng ngừng bán Chevrolet Spark là rất cao, nhưng hình ảnh tiết lộ về VinFast Fairview lại không thực sự giống với mẫu xe này, mà y chang với cặp đôi Vauxhall Viver và Opel Karl, hai thương hiệu xe đã từng bị GM bán lại cho PSA vào năm 2017. Có nhiều nguyên nhân khiến cho VinFast không muốn Fairview là cái bóng của Chevrolet Spark, mặc dù nếu là vậy, tiến độ ra mắt sản phẩm sẽ còn fast hơn rất nhiều. Nhiều người có thể sẽ nghĩ rằng đó là sự tự tôn về thương hiệu xe Việt đầu tiên, nhưng có thể không phải. Bởi nếu thực sự như vậy, Fairview sẽ không có thiết kế tương tự như người anh em của Chevrolet Spark, đó là Vauxhall Viver, mà sử dụng thiết kế được bình chọn nhiều nhất của Studio Ý đã từng được công bố hồi tháng 3 2018. Nhiều khả năng VinFast không muốn sao chép hoàn toàn Chevrolet Spark ứng dụng vào Fairview là do không muốn đi lại vết xe đổ của mẫu xe đến từ Mỹ. Trong làng xe Việt, cụ thể là phân khúc xe hạng A, doanh số của Spark khá chầy chật bất chấp những đối thủ như Hyundai i10, Kia Morning sản xuất không kịp bán. Thiết kế của xe cũng không mấy nổi bật so với các đối thủ cùng với phân khúc. Trong khi đó, ngay từ đầu VinFast đã định hình những sản phẩm mang phong cách thiết kế châu Âu kết hợp cùng bản sắc Việt với logo chữ V, nên việc Fairview sản xuất trên nền tảng của Chevrolet Spark nhưng sở hữu thiết kế giống với Vauxhall Viver và Opel Karl cũng dễ hiểu. Được biết, cả hai mẫu xe trên cùng được sản xuất trên nền tảng của Chevrolet Spark, chỉ khác biệt ở thiết kế và trang bị. Nhiều khả năng mẫu xe Fairview sẽ được VinFast sản xuất ngay tại nhà máy của GM Việt Nam trong thời gian tới. Việc dùng chung nền tảng sẽ giúp cho tiến độ sản xuất Fairview được đẩy nhanh và tiết kiệm chi phí nâng cấp nhà máy hơn so với việc sử dụng một nền tảng hoàn toàn mới. VinFast dự kiến sẽ bán Fairview vào giữa năm 2019, cạnh tranh cùng Toyota Wego, Hyundai i10, Kia Morning. Từ Phong Trần, xe.thanhniên.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Việt sử kiêu hùng, dự án phim giả sử đầu tiên tại Việt Nam với khát vọng truyền cảm hứng sử Việt cho giới trẻ. Những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, niềm tự hào dân tộc, tất cả sẽ có trong Việt sử kiêu hùng. Tìm hiểu thêm về dự án và gây quỹ cộng đồng tại vietsukiêuhung.com.